Trước trận gặp Nhật Bản, huấn luyện viên Rozier tuyên bố hùng hồn, bất chấp việc tuyển Việt Nam đang ngập trong khủng hoảng. Tuyển Việt Nam đá 6 trận gần nhất thì bại 5, thắng 1, ghi vỏn vẹn 3 bàn và thủng lưới 13 bàn. Điểm yếu lớn của tuyển Việt Nam là khả năng tạo ra cơ hội trước đối thủ. Trong 5 trận thua thì có 2 trận đấu không có nổi một cú dứt điểm. Với phong độ nghèo nàn này, tuyển Việt Nam liệu thể hiện ra sao? Tại ASEAN Cup 2023 khi các đối thủ mạnh hơn rất nhiều so với Philippines, đội bóng nhận 2 bàn thua trước Việt Nam. Hãy nhìn danh sách về hàng công tuyển Việt Nam, vừa được huấn luyện viên Rozier chính thức công bố: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Đình Bắc. Trong bóng đá không thể nói trước điều gì nên huấn luyện viên thường phải lường được nhiều kịch bản. Với hàng công tuyển Việt Nam, trường hợp Văn Toàn hay Tuấn Hải không ai ngồi ngoài sẽ thế nào? Đây là câu hỏi lớn dành cho huấn luyện viên Rozier tại ASEAN Cup 2023. Ba cầu thủ còn lại chỉ có Đình Bắc tạm ổn nhưng chỉ sắm vai dự bị. Văn Tùng và Văn Trường là hai cầu thủ dự bị ở câu lạc bộ Hà Nội. Trường hợp của Văn Trường có thể nói kỳ lạ. Cầu thủ này chỉ đá vỏn vẹn 60 phút ở mùa này và không có bàn thắng, trong đó có 25 phút trong trận Hà Nội thua Hoàng Anh Gia Lai. Không quá lời khi nhận định tuyển Việt Nam đang có hàng tiền đạo ẩn chứa nhiều nỗi lo. Nguyên nhân tạo ra hàng công đáng lo của tuyển Việt Nam được tách bạch theo hai ý. Thứ nhất, Tiến Linh, Thanh Nhàn và Hoàng Đức bị chấn thương. Thứ hai, huấn luyện viên Rozier bỏ Công Phượng, Văn Quyết. Công Phượng là cái tên đáng nói nhất. Trận thắng ấn tượng nhất thời huấn luyện viên Rozier thì Công Phượng ghi bàn mở tỷ số, Việt Nam hạ Palestine 2-0. Công Phượng là mẫu tiền đạo có thể tạo ra khác biệt, nhất là trong bối cảnh hàng công thiếu ý tưởng. Ở ASEAN Cup 2019, Công Phượng ghi 2 bàn cho tuyển Việt Nam trước Iraq và Jordan. Không khó để thấy huấn luyện viên Rozier bỏ Công Phượng là sự tiếc nuối, bởi anh có thể làm quân bài dự bị chất lượng cho hàng công tuyển Việt Nam. Dường như huấn luyện viên Rozier đã không lường hết được kịch bản cho hàng công tuyển Việt Nam, qua đó không điền tên Công Phượng và Văn Quyết theo phương án dự phòng. Mọi việc mất phương hướng khi Tiến Linh, Thanh Nhàn và Hoàng Đức bị chấn thương, ông Rozier vá bằng Văn Trường, cầu thủ trẻ và thiếu trải nghiệm ở sân chơi lớn. Tuyển Việt Nam muốn có cơ hội đi tiếp thì phải thắng Indonesia. Nhưng huấn luyện viên Rozier đang rơi vào cảnh thiếu thanh gươm sắc bén, mà trong tay bây giờ chỉ có các thanh sắt chưa mài xong, Văn Tùng, Văn Trường. Nỗi lo lớn chờ ở phía trước là có thật. Thế nhưng, huấn luyện viên Rozier vẫn tỏ ra hết sức tự tin trước trận gặp Nhật Bản. Tối 11 tháng 1, huấn luyện viên Rozier đã có cuộc họp đội để chuẩn bị hướng đến ASEAN Cup 2023. Bên cạnh vấn đề chuyên môn, nhà cầm quân người Pháp cũng có những chia sẻ đầy ý nghĩa để động viên tinh thần thi đấu cho toàn đội. Tôi tin rằng, với năng lực hiện tại, các bạn hoàn toàn có thể triển khai được thứ bóng đá mà tôi mong muốn, huấn luyện viên Rozier chia sẻ trong cuộc họp đội tối 11 tháng 1. Huấn luyện viên Rozier khẳng định, toàn đội sẽ đá hết khả năng và sẵn sàng làm khó mọi đối thủ tại ASEAN Cup 2023. Người khác có thể thắng được chúng ta, nhưng đương nhiên, mọi đối thủ nếu muốn thắng chúng ta đều phải đá với 100% khả năng và có thể họ cũng chỉ may mắn giành được phần thắng ở những phút cuối. Tất nhiên, nếu các bạn nỗ lực thì sẽ không đối thủ nào dễ dàng thắng được các bạn cả. Đó chính là tinh thần mà các bạn phải giữ ở giải đấu lần này, ông Rozier tiếp tục. Sau buổi tập chiều 11 tháng 1, Phù Thủy Trắng đã công bố danh sách 26 cầu thủ sẽ cùng đoàn quân áo đỏ dự ASEAN Cup 2023. 4 cầu thủ bị loại ra là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Nhà cầm quân người Pháp còn nói rằng, rất nhiều người ước Philippe Rozier nghỉ việc, rất nhiều người không ủng hộ đội tuyển. Có thể hiểu huấn luyện viên Rozier đang rất cần niềm tin từ người hâm mộ. Ông cần sự ủng hộ giống như Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng, trao toàn bộ vốn liếng với khoảng 80 cầu thủ để ông lựa chọn và xây dựng lối chơi. Trong bóng đá, kẻ thắng có tất cả và người hâm mộ cũng ưu tiên nhớ về chiến thắng hơn thất bại. Do đó, niềm tin của người hâm mộ thực ra rất đơn giản. Chỉ cần huấn luyện viên Rozier giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indonesia và vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2023. 12 năm trước, huấn luyện viên Rozier từng đối diện với bài toán niềm tin của người hâm mộ ở Trung Quốc. Mọi thứ dữ dội hơn chuyện ông phản ứng về người hâm mộ Việt Nam. Huấn luyện viên Rozier từng dẫn dắt đội Thâm Quyến vào năm 2021. Cuối mùa giải thì đội này xuống hạng. Niềm tin của người hâm mộ Thâm Quyến không còn dành cho huấn luyện viên Rozier, bởi một loạt công thần bị đẩy lên ghế dự bị hoặc ra đi, và ông tin dùng cầu thủ trẻ. Mọi thứ đến mức huấn luyện viên Rozier và một nhóm cổ động viên Thâm Quyến xảy ra ẩu đã sau trận thắng Trùng Khánh FC 4-2. Huấn luyện viên Rozier từng kể lại sự việc với truyền thông Trung Quốc. Tôi đi ra xe thì có một đám đông cổ động viên đang tụ tập ở trụ sở đội bóng. Họ đã có những lời lẽ và cử chỉ mạt sát tôi. Tôi chỉ muốn lên xe thật nhanh, còn họ kéo đến khiêu khích tôi. Họ vây kín khiến tôi không thể lên xe và cứ gào lên: Rozier ngu ngốc. Bây giờ huấn luyện viên Rozier vẫn là ông, tính cách không ngại ngần đối đầu người hâm mộ. Nhưng ông không thể bỏ ngoài tai ý kiến của người hâm mộ Việt Nam, mà cần có một sự cầu thị lớn. Lấy ví dụ dễ nhìn thấy nhất, huấn luyện viên Rozier không tạo dựng được niềm tin, thì đội tuyển Việt Nam mất đi sức mạnh trên khán đài. Không có sự quan tâm của người hâm mộ thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam,
đối diện bài toán lớn về tài chính bởi doanh nghiệp cũng lạnh nhạt. Nên nhớ, VFF có tiền để mời huấn luyện viên Rozier cũng nhờ niềm tin của người hâm mộ. Bởi đội tuyển có sức hút lớn thì doanh nghiệp mới tài trợ. Một đội bóng chưa có niềm tin thì có rất nhiều thời gian để chứng minh và thuyết phục người hâm mộ. Nhưng huấn luyện viên chỉ có một quỹ thời gian cố định để chứng minh năng lực. Huấn luyện viên Rozier cần thể hiện năng lực tại ASEAN Cup 2023, vì thất bại sẽ khiến mọi thứ không còn ở chuyện chưa tin mà chuyển thành mất niềm tin. Ai cũng hiểu mất niềm tin là mất tất cả. 4 năm trước, tuyển Việt Nam đến ASEAN Cup 2019 mang theo hy vọng chiến thắng và tư thế của đội bóng vừa vô địch AFF Cup 2018, kèm theo đó là tinh thần U23 châu Á 2018 và ASEAN 18. Trong tâm thế ấy, Việt Nam khởi đầu tưng bừng với trận đấu sòng phẳng trước Iraq. Đội bóng của ông Park có 2 lần dẫn trước, nhưng trận đấu khép lại với chiến thắng ngoạn mục cho Iraq. Ali Aden là tác giả bàn thắng quyết định với pha đá phạt thần sầu ở phút 90. Bây giờ mọi thứ khác xa với 4 năm trước, tư thế đã thay đổi và mục tiêu cần thiết thực hơn cho chặng đường tương lai. Tuyển Việt Nam thay áo mới, bằng lối chơi mới, nhiều con người mới và huấn luyện viên mới. Sự khó khăn được phản ánh với bản danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2023. Vị trí khung gỗ không có Văn Lâm. Hàng thủ mất Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Thành Trung, Bùi Tiến Dũng. Hàng tiền vệ thiếu Hoàng Đức. Hàng tiền đạo vắng Tiến Linh. Cơn bão chấn thương đã càn quét 1/2 đội hình chính của tuyển Việt Nam và sức mạnh bị suy yếu là chuyện không cần bàn cãi. Chấn thương là sự khắc nghiệt lớn nhất của bóng đá và có thể xoay chuyển cả tư thế của một đội bóng. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, kể trong cảnh nguy khốn vẫn có thể mở những hy vọng nếu lựa chọn đúng về mục tiêu ở giải đấu. Tuyển Việt Nam đến ASEAN Cup 2023 khi nhìn đúng bản chất thì cơ hội đi xa nhất chỉ có thể vượt qua vòng bảng hoặc vòng tứ kết giống thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Nên cái đích quan trọng nhất của tuyển Việt Nam không nằm ở giải đấu này mà phải dồn toàn bộ vào tháng 3 tới. Đó là hai cuộc so tài với tuyển Indonesia lần lượt vào các ngày 21 tháng 3 và 26 tháng 3 tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Hai cuộc so tài kể trên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuyển Việt Nam muốn vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 thì không được phép thua Indonesia. Nếu đánh bại đối thủ thì thầy trò huấn luyện viên Rozier giành vé đi tiếp. Trường hợp bại trận thì Việt Nam sẽ bị loại, đồng nghĩa tan vỡ giấc mơ World Cup. Từ cục diện kể trên, chuyện nhiều trụ cột bị chấn thương vào lúc này có thể là may mắn cho tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Rozier. Bởi không có cầu thủ nào dính chấn thương nặng để nghỉ dài hạn và phần lớn kịp trở lại vào tháng 3 tới. ASEAN Cup 2023 cũng trở thành cơ hội cho những người mới như Nguyễn Philip, Thái Sơn, Đình Bắc, Minh Trọng có cơ hội đối đầu trực tiếp với những đối thủ mạnh nhất châu Á, đặc biệt là biết được năng lực như thế nào so với Indonesia, đối thủ tranh vé ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Đúng hơn, nếu dốc hết vốn liếng để chơi ở ASEAN Cup 2023 thì tuyển Việt Nam cũng không có cơ hội làm nên chuyện lớn, còn tiềm ẩn nguy cơ tự hại bản thân trong cuộc tranh vé ở vòng loại World Cup 2026. Nhưng tận dụng tốt các trận đấu ASEAN Cup 2023 để mài dũa các cầu thủ mới thì tăng thêm phần thắng trong hai cuộc đối đầu với Indonesia vào tháng 3 tới. Vậy nên, chúng ta không bàn đến kết quả thì hai điều được chờ đợi nhất tại ASEAN Cup 2023 đó là tuyển Việt Nam thể hiện cách chơi như thế nào với chiến thuật của huấn luyện viên Rozier và các cầu thủ mới tự tin thể hiện ra sao